Hôm nay, tôi up vì nhận ra người phụ nữ tôi đã ngủ cùng hàng tháng nay là mẹ của đồng nghiệp, dùng nick clone. Vì chuyện này thực sự vừa xảy ra khoảng tầm 1 tiếng trước. Tôi năm nay 25 tuổi và đã qua lại với một phụ nữ 44 tuổi gần đây. Mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước, trong thời gian đại dịch, tôi đã lên Tinder để tìm mối trong thời gian giãn cách và giết thời gian rảnh. Tôi thấy một người phụ nữ hơn tuổi, trông rất hấp dẫn và quyết định quẹt phải. Các bồ biết đấy, thằng nào tuổi đôi mươi chả muốn được một lần gần gũi với mấy chị bạn mà. Vài ngày sau tôi có thông báo rằng tôi đã tương hợp với người mới. Tôi mở ứng dụng ra và thấy là người phụ nữ hấp dẫn đó. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tán tỉnh. Mọi chuyện rất suôn sẻ. Bỗng dưng cô ấy nhắn cho tôi: "Tôi không biết cách dùng ứng dụng này. Chúng ta cứ gặp nhau và quan hệ hay là phải hẹn hò trước?" Lúc đó tôi đang uống cà phê và tôi bị sặc lên mũi. Thời cơ của tôi đã đến. Tôi trả lời rằng mọi người thường gặp nhau để đi uống say sưa trước, nhưng tôi thế nào cũng được. Cô ấy bảo: "Tốt quá, vì tôi rất ghét hình thức." Tôi suýt nữa ị ra quần vì quá phấn khởi. Cô ấy gửi địa chỉ, nói rằng sẽ rảnh vào thứ sáu và dặn tôi mang theo rượu vang. Những ngày còn lại trong tuần, tôi rất lo âu, suy nghĩ rằng tôi không thể làm hỏng vụ này được. Thứ sáu tới, tôi mang rượu vang đến. Cô ấy nóng bỏng vờ lơ luôn, còn đỉnh hơn khi ở ngoài đời. Chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, du lịch, không nói chuyện về các chi tiết riêng tư. Sau vài ly rượu vang, chúng tôi đã làm chuyện đó ở giữa phòng khách. Tôi rời đi một lúc, sau đó cảm thấy mình như vua của vũ trụ và về nhà ngủ. Ngày hôm sau, cô ấy nhắn tin cho tôi rằng cô ấy đã có một quãng thời gian tuyệt vời và nó khiến cô ấy cảm thấy trẻ lại. Cô ấy nói rằng được nghỉ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần và chúng tôi nên tiếp tục làm vậy vào tuần sau. Điều này đã diễn ra được gần 3 tháng. Chúng tôi gặp một hoặc hai lần một tuần, quan hệ hoang dã rồi đường ai nấy đi cho đến khi một trong hai lại hứng tiếp. Điều ngon nhỉ? Sai rồi. Tôi nhắn tin cho cô ấy hôm qua nói rằng tôi được nghỉ và có muốn tôi tới gặp không? Cô ấy nói rằng cô ấy đi ăn trưa với con trai và sẽ về nhà sau 3 giờ chiều. Cô ấy đã nhắc đến chuyện có con trai lúc trước nhưng tôi không hỏi thêm vì tôi thực sự không quan tâm cho lắm. Gần 3 giờ chiều, tôi đã ở gần nhà cô ấy và cô ấy nhắn tin cho tôi nói rằng sẽ về muộn một chút. Không thành vấn đề, tôi đỗ xe bên đường và ngồi chờ bên trong. Tôi đang ngồi đó, nghe đài radio thì thấy một chiếc xe SUV rất quen thuộc đi vào nhà cô ấy. Tôi nhìn nó hơi buồn cười và ngay lập tức nhận ra chiếc xe đó của ai. Đồng nghiệp tôi nhảy ra khỏi ghế lái, mở cửa sau để cô ấy ra khỏi xe và rồi thơm má cô ấy. Hàm tôi chạm đất luôn. Anh ta lùi xe ra và tôi đã ngồi ngay ở đó như một con hươu bị dọi đèn vào. Anh ấy quay đầu lại và gần như chúng tôi chỉ cách nhau có 5 mét. Mặt tôi đỏ ửng và tôi thấy hơi buồn nôn. Tôi và gã này làm việc với nhau mỗi ngày và tôi coi đó là một người bạn. Tôi có đào tạo anh ấy khi mới vào công ty. Cái vấn đề ở đây là tôi đã kể cho anh ấy rất chi tiết về việc tôi hay gặp bà cô hơn tuổi này và anh ấy luôn nói rằng đó là ước mơ của anh ta. Anh ta đánh xe lên cạnh tôi, nhìn rất bối rối, hỏi rằng tôi đang làm gì ở đây và thật buồn cười khi cả hai tình cờ gặp nhau. Tôi hoảng loạn và không thốt được ra chữ. Tôi tỏ vẻ bối rối như là tôi đã sai địa chỉ và đang tìm nhà em họ mình. Anh ta trông có vẻ đa nghi nhưng không để tâm lắm. Suốt thời gian đó mẹ cậu ấy đã đứng trong nhà và nhìn ra xem qua cửa sổ. Anh ta chỉ đường cho tôi và tôi vòng về khi anh ấy rời đi. Tôi đã vào nhà và nói chuyện với cô ấy về sự việc. Hai bọn tôi đã ngồi đó trong im lặng trước khi tôi rời đi. Hôm nay không được bùm bùm rồi. Hiện giờ tôi đang rất hoảng. Không thể nào anh ấy biết được đâu nhỉ. Và anh ấy sẽ nhận ra những đêm hoang dại với người tình mà tôi hay kể chính là với mẹ anh ấy. Vừa lờ thật, tôi đã gọi điện xin nghỉ ngày mai vì tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tôi sẽ cập nhật nếu có điều gì xảy ra. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của tôi hỡi Reddit. Cập nhật. Cô ấy vừa nhắn tin cho tôi nói rằng chúng tôi nên kể cho cậu ấy vì đó là điều đúng đắn nên làm. Cái đéo gì vậy? Làm thế nào để tôi có thể lịch sự nói với cô ấy rằng tôi đã kể hết tất cả chi tiết bệnh hoạn cho cậu ấy, bao gồm cả lần tôi nhỏ sáp nến lên mông cô ấy. Cô ấy hơi dị. Cập nhật 2. Cô ấy đang rất muốn kể cho con trai, ngay cả khi tôi đã thông báo cho cô ấy về các chi tiết tế nhị tôi đã chia sẻ kể từ khi chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ này với cậu ấy. Người phụ nữ này bị làm sao thế nhỉ? Tôi thực sự đang nghĩ đến nghỉ việc. Tôi hiểu con cô ấy và tôi biết cậu ấy sẽ muốn kết cơ liễu tôi. Cô ấy cứ khăng khăng rằng cậu ấy là một người đàn ông trưởng thành và nên nhận ra rằng mẹ cậu ấy cũng có những khát khao như bao người khác. Đấy không phải là vấn đề. Tôi ăn liền rồi các ông ạ. Cập nhật 3. Cô ấy bảo không cần biết tôi nói gì, cô ấy vẫn sẽ kể cho cậu ấy vào ngày mai, bởi vì cô ấy không thể sống với sự tội lỗi và lừa dối này. Cô ấy không bắt máy cuộc gọi của tôi. Tôi cũng không thể qua nhà vì cô ấy đang ở ngoài. Tôi hỏng commander. Tôi sẽ cập nhật thêm. Hãy chắc chắn trên bia mộ của tôi được khắc dòng chữ: qua đời khi làm những gì tôi yêu nhất. Cập nhật 4. Các quý ông à,
Cái kim đã lòi ra khỏi bao. Mẹ cậu ấy đã kéo cò và kể sự thật về vụ việc. Cậu ấy chỉ gọi điện cho tôi và nói rằng cậu ấy thấy siêu lạ và điên đầu. Nhưng cậu ấy không tức giận vì hiểu rằng thực sự tôi đã không biết. Cậu ấy hỏi rằng có phải bà ấy là người mà tôi thường hay kể về không, kể cả mấy thứ điên rồ hoang loạn. Tôi đã cười và đổi chủ đề. Con đã trải qua đủ chuyện hôm nay rồi con trai của ta. Cậu ấy nói rằng cũng sẽ kiếm việc mới và đã xin nghỉ vì sẽ rất kỳ nếu bọn tôi làm việc với nhau. Mẹ cậu ấy là đồ ngốc và tôi cảm giác như một tên khốn vậy. Bà ấy khiến cậu ấy mất việc, mất bạn và phải đi điều trị tâm lý chỉ vì một chuyện mà chúng tôi đã có thể giấu nhẹm đi. Tôi nghĩ đây là kết thúc của sự việc này rồi. Không ngờ bài này sẽ nổi đến vậy. Cảm ơn các bồ vì các giải thưởng và comment. Ít nhất ai đó đã vui vẻ sau khi đọc vụ này. Ha ha. Không thể tin nổi tôi đã khiến con trai mình từ bỏ công việc. Khốn kiếp. Cảm ơn Reddit. Cách giải quyết công bằng nhất là bồ cho cậu ấy làm ngược lại với mẹ bố. Hãy cập nhật điều gì xảy ra sau khi bồ nói với cậu ấy nhé. Trường hợp tệ nhất là bồ phạt cậu ấy. Ha ha. Thánh thần ơi. Ha ha. Điều hoách não ở đây là cô ấy nói dối về người con trai. Bà ấy ngủ với những người làm chung khu với bồ. Đồng nghiệp đang phải trải qua trường hợp giống của bồ.